Có lẽ chúng ta đều đã biết về cái kết bi thương của Tương Liễu, cũng như tình yêu tuy âm thầm, nhưng cũng rất mãnh liệt và cao cả mà chàng dành cho Tiểu Yêu. Bởi vì những gì Tương Liễu đã làm đều quá thầm lặng, quá kiềm nén mà mình lại càng tiếc nuối với chuyện tình của Tương Liễu và Tiểu Yêu, và càng muốn viết lại cho họ cái kết khác để có thể xoa dịu lòng mình và cũng để không còn gì luyến tiếc với Trường Tương Tư. Lưu ý, video này được thực hiện dựa trên những cảm quan cá nhân của mình, là đoạn kết mà mình muốn dành riêng cho nỗi niềm day dứt của bản thân đối với Tương Liễu và Tiểu Yêu. Vì thế, mọi thứ mình đề cập đến trong video đều chỉ là giả định, không phải là nội dung của nguyên tác và phim đã phát sóng. Còn bây giờ thì hãy cùng mình viết lại một cái kết khác cho Tương Liễu và Tiểu Yêu nhé. Mình đã suy nghĩ rất nhiều xem có thể viết một kết cuộc khác như thế nào cho cả hai, và cuối cùng mình đã suy nghĩ được 3 cái kết khác cho Tương Liễu và Tiểu Yêu. Có thể đây vẫn chưa phải là kết cục viên mãn nhất, nhưng có thể xem nó là cái kết đỡ day dứt và tiếc nuối nhất đối với mình. Nếu được chọn một mốc thời gian để bắt đầu viết lại cái kết cho câu chuyện này, mình sẽ bắt đầu vào thời điểm Phòng Phong Bội đến cướp dâu tại hôn lễ của Tiểu Yêu và Xích Thủy Phong Long. Khi mà sự hy sinh của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu đã đủ lớn và thứ tình cảm mà chàng dành cho Tiểu Yêu cũng đủ sâu đậm. Còn Tiểu Yêu lúc này cũng đã trải qua được đủ những khung bậc cảm xúc của tình yêu lứa đôi. Đây là lúc mà trái tim nàng đã đủ tổn thương sau khi xảy ra sự việc tại nhà Đồ Sơn, nhưng mặt khác, nó lại đủ gắn kết với Tương Liễu sau 37 năm sớm tối bên nhau dưỡng thương dưới đáy biển và cũng đủ rộn ràng khác thường khi nàng ở bên Phòng Phong Bội. Kết cuộc thứ nhất, cả hai dù không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất họ biết được tình cảm đối phương dành cho mình. Sau khi Phòng Phong Bội dắt Tiểu Yêu rời khỏi hôn lễ và trở về Thanh Thủy Trấn, cả hai đã lưu lại căn nhà nhỏ bên cạnh Hồi Xuân Đường để bình tâm lại sau những gì đã xảy ra. Sau đó, theo tình tiết trong chuyện, Tương Liễu đã dùng linh lực để thăm dò ý thức của Tiểu Yêu. Chàng đã hỏi nàng rằng, ngươi muốn dùng cả cuộc đời này để ở bên cạnh ai nhất? Tiểu Yêu há miệng, giống như muốn trả lời, nét mặt của nàng chống cự quyết liệt, trong ý chí cự tuyệt trả lời. Sau vài lần dãy giụa, càng lúc nàng càng bày ra sự thống khổ, thân thể run lên, bỗng nhiên ôm lấy đầu rồi kêu, đau quá, đau quá. Tương Liễu dùng yêu thuật bí mật dò xét nội tâm Tiểu Yêu, có thể thấy được ý chí Tiểu Yêu cứng cỏi vô cùng. Chạm tới vấn đề mà bình thường chính nàng cự tuyệt nghĩ đến, nàng sẽ chống cự quyết liệt và đau đầu chính là sự phản kháng của nàng. Mình thật sự ước rằng, vào thời điểm ấy Tiểu Yêu có thể phá bỏ lớp vỏ cứng cáp đang bao chặt lấy một cái tên được cất giấu một cách kính cẩn, tận sâu trong trái tim nàng và nói ra rằng người nàng muốn dành cả cuộc đời để ở cùng chính là chàng, Tương Liễu. Có lẽ khi đó, Tương Liễu sẽ có chút sững sờ khi nghe câu trả lời này của Tiểu Yêu, nhưng chắc chắn cũng sẽ có một dòng nước ấm như đang cuộn chảy khắp người chàng, bao lấy con tim lạnh giá bấy lâu nay của Tương Liễu, và có lẽ cũng sẽ có một nét cười vô thức nào đó hiện lên trên đôi môi của chàng. Chàng sẽ cảm thấy ấm áp biết bao khi có được một đáp án rõ ràng từ Tiểu Yêu để biết rằng chàng cũng được nàng yêu, và cũng biết rằng tình yêu của chàng không phải chỉ là thứ tình cảm đơn phương, ảo vọng. Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ sẽ dừng lại ở đó. Tương Liễu sẽ không vì biết được đáp án chân thật từ trái tim của Tiểu Yêu mà bày tỏ tình yêu của chàng với nàng hay níu giữ nàng. Tương Liễu vẫn sẽ đẩy nàng trở về quỹ đạo vốn có mà hắn đã một tay an bày sắp đặt cho nàng, để nàng có cuộc sống an yên, hạnh phúc, trọn kiếp bình an. Còn về phần Tương Liễu, thì có lẽ chàng sẽ mang theo thứ tình cảm thầm giấu mà Tiểu Yêu đã dành cho chàng tiếp tục giấu vào sâu trong tim, rồi vẫn sẽ cùng chiến đấu với nghĩa quân Thần Nông và cuối cùng là thực hiện tâm nguyện của một người tướng quân là được tử chiến nơi chiến trường. Kết cuộc thứ hai, sau khi Tương Liễu chết, Tiểu Yêu biết được tất cả sự hy sinh và tình yêu của chàng. Rất lâu sau khi Tương Liễu đã hòa mình vào đất và biển trời, Tiểu Yêu cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Ngày ngày lặng yên ngắm nhìn mặt biển xanh biếc, nhưng lòng nàng vẫn luôn chất chứa một nỗi buồn man mác như đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng với nàng. Nàng cầm con búp bê gỗ trên tay, mân mê chiếc bụng bự đáng yêu của nó, bỗng có một cảm xúc ấm áp kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng nàng. Nàng cũng không hiểu vì sao lại có cảm xúc như thế, chỉ là khi chơi cùng con búp bê ấy nàng luôn cảm thấy rất thân thuộc và gần gũi, giống như là đang ở bên một người bạn cũ đã quen biết từ rất lâu. Một ngày nọ, trong lúc bất cẩn, đầu ngón tay của Tiểu Yêu bị cắt đứt, giọt máu của nàng vô tình rơi vào con búp bê bụng bự. Món đồ chơi này bỗng dưng xảy ra biến hóa, phát ra ánh sáng đỏ tươi như máu rồi chiếc bụng tròn vo của con búp bê gỗ từ từ nứt ra. Khi chiếc bụng của con búp bê được mở ra hoàn toàn, Tiểu Yêu bàng hoàng sửng sốt. Trái tim của nàng dường như cũng hẫng đi vài nhịp vào cái khoảnh khắc ấy. Bên trong đó là quả cầu băng mà khi xưa nàng đã làm tặng cho Tương Liễu, như là món quà kỷ niệm cuối cùng trước khi nàng thành hôn với Xích Thủy Phong Long. Khối cầu băng pha lê trong suốt ấy vẫn như thế, bên trong có vỏ sò được nàng điêu khắc tỉ mẫn,
có cặp đôi nhân ngư cùng những dạn san hô và những chú cá nhiều màu sắc, có màu nước biển xanh thẫm do nàng tạo ra từ những loại kịch độc. Tất cả đều không có gì đổi khác, nhưng ở một góc của quả cầu, có thêm hai dòng chữ nhỏ khắc vội bên cạnh chàng người cá, mong nàng mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm, mong nàng chọn kiếp bình an. Đến lúc này, tiểu yêu đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, nàng oa khóc nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế. Hóa ra đây là món quà Tương Liễu đã làm cho nàng. Hóa ra Tương Liễu vẫn luôn âm thầm ở bên nàng theo cách như thế. Hóa ra chàng vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp cùng với nàng. Sau khi khóc dã rời vì xúc động, tâm trí nàng lúc này lại hiện ra hàng ngàn câu hỏi, vì sao chàng lại không tự tay đưa con búp bê cho nàng? Tại sao con búp bê lại là do Tệ Quân đưa cho nàng? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tương Liễu, hắn đã làm những gì cho nàng? Tiểu yêu muốn biết hết tất cả. Nàng không thể chờ đợi được nữa để biết được câu trả lời. Mỗi một phút giây trôi qua lúc này đều là dày vò, đều là thống khổ, đều là thiêu đốt đến chết. Nàng đã đến Ngọc Sơn, tìm gặp Tệ Quân để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng vì lời hứa với Tương Liễu, Tệ Quân nhất quyết không nói với nàng. Chỉ đến khi nàng dùng tính mạng để đe dọa, A Tệ mới từ từ buồn bã kể lại những gì mà Tương Liễu đã làm cho nàng nghe. A Tệ kể về con người của Tương Liễu, kể rằng hắn là một con yêu quái có tâm hồn thuần khiết đến mức nào, kể về chuyện hắn dùng huyết chú để giữ tính mạng của tiểu yêu khi nàng uống thuốc độc, cũng kể về việc hắn dùng mạng của mình để dẫn dụ cổ trùng và giết chúng ra sao, kể về nguyên nhân Tương Liễu xóa đi những ký ức về hắn trong gương tinh tinh và nhiều chuyện vụn vặt khác. Tiểu yêu lặng thinh ngồi nghe Tệ Quân kể chuyện, từng lời nói cứ trôi thẳng vào tim và bóp nghẹt trái tim của nàng, trên đôi mắt xinh đẹp ấy có vô số giọt nước mắt lặng lẽ buông xuống. Sau khi trở về từ Ngọc Sơn, không biết vì sao nàng lại cảm thấy mọi thứ thật bình thản và êm đềm như mặt biển ngày lặng gió. Tất cả những khuất tất trong lòng nàng đều đã được thông suốt, cuối cùng nàng cũng đã biết được người nàng thật sự muốn dành cả đời để ở bên cạnh là ai. Sau đó, tiểu yêu nói rõ quyết định của mình với cảnh và nói lời từ biệt với mọi người. Rồi nàng đi tìm Mao Cầu theo lời chỉ dẫn của A Tệ, và cứ như thế rất nhiều năm về sau, một người một chim đã cùng nhau rong ruổi khắp đại hoang. Tiểu yêu đã đi du ngoạn khắp nơi ở đại hoang, từ nơi biển xa đến nơi hoang vu rừng núi. Từ cực bắc lạnh lẽo đến phương nam nóng bức, nàng cũng ăn thử nhiều món ăn mới, uống thử nhiều loại rượu ngon, thỉnh thoảng có đôi lúc nàng lại vừa làm gì đó vừa thì thầm to nhỏ, dường như đang trò chuyện cùng Tương Liễu. Cả đời chàng đã phải sống trong những nỗi bất an, những trọng trách và ân nghĩa, sống để yêu và hy sinh cho nàng, mà chưa từng sống cho chính mình. Tiểu yêu đã làm như những lời Tương Liễu dặn dò, sống một cách thật mạnh mẽ, tận hưởng những niềm hạnh phúc bình dị. Nàng không chỉ sống một cuộc đời bình yên của chính mình, mà nàng còn muốn sống luôn cả phần Tương Liễu, sống thay cho cả quãng đời chưa kịp hưởng bình an của chàng. Thật lòng mà nói, đây chính là cái kết trọn vẹn nhất và tốt nhất dành cho Tương Liễu và tiểu yêu mà nhiều người mong muốn. Quá khứ đã qua là điều mà chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có quyền thay đổi những gì xảy ra đối với bản thân ở thời điểm hiện tại và tương lai. Và việc để cho tiểu yêu biết được sự thật về những điều Tương Liễu đã làm cho nàng, để nàng được thẳng thắn đối mặt với tình cảm của nàng dành cho Tương Liễu và sống một cách an yên, hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại với tình yêu thật sự của nàng là điều mà chúng ta đều muốn và đều hy vọng nó xảy ra. Kết cuộc thứ ba, tiểu yêu quyết lòng theo đuổi tình yêu, dù biết kết quả không thể nào trọn vẹn nhưng nàng tuyệt nhiên không hối hận. So với hai cái kết mà mình đã viết ở trên, thì đây có lẽ là cái kết khó có thể xảy ra nhất, nhưng lại là cái kết mà mình mong muốn nó được diễn ra nhất. Nó là một thứ khao khát mãnh liệt, một ước muốn cháy bỏng. Vì sao chúng ta lại không theo đuổi tình yêu của chính mình? Vì sao chúng ta lại không đấu tranh đến cùng để giành lấy tình yêu của đời mình? Cho dù cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng chúng ta cũng đã có nhau, đã dám yêu và dám sống vì tình yêu của chính mình. Nếu có thể, mình mong rằng tiểu yêu sẽ nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà nàng dành cho Tương Liễu và dám đối mặt với thứ tình cảm đó của nàng. Dám để cho Tương Liễu bước vào giấc mộng thiếu nữ của nàng, cũng như dám theo đuổi và đấu tranh đến cùng vì tình yêu của mình. Nếu được như thế, thì chắc chắn cả hai sẽ có một kết cuộc đỡ bi thương hơn. Mình cũng tin rằng, chỉ cần tiểu yêu dám chủ động tiến về phía Tương Liễu, chàng sẽ không khước từ nàng, sẽ dành cho nàng thứ tình yêu chân thành và nồng cháy nhất, thứ tình yêu dù có chết vẫn sẽ rực đỏ như than hồng. Rõ ràng, khi chúng ta cho bản thân một cơ hội, cũng chính là đang cho người mình yêu một cơ hội để yêu và được yêu. Cuộc đời của cả thần tộc và yêu tộc đều kéo dài rất lâu, nhưng mỗi khoảng khắc trôi qua đều sẽ trở thành quá khứ duy nhất từng tồn tại trên đời. Vì thế tại sao lại không để cho thứ tình yêu nồng cháy như pháo hoa rực rỡ cũng được bừng nở ít nhất một lần trong đời. Khi viết đến đoạn kết này, mình có chút băn khoăn đối với cách mà tác giả để cho tiểu yêu đối mặt với vấn đề tình cảm của nàng. Nó thật sự khó hiểu và thiếu đi tính logic khi đặt trong mối tương quan với tính cách và suy nghĩ của nàng.
Rõ ràng tác giả đã xây dựng hình tượng Tiểu Yêu là một người độc lập, mạnh mẽ, biết suy tính trước sau, ở nàng có đủ sự quyết đoán, cũng có đủ tàn nhẫn với kẻ thù, nàng hiểu rõ bản chất con người và cũng thấu hiểu sự phức tạp của thời cuộc. Nhưng mỗi khi đối mặt với chuyện tình cảm, Tiểu Yêu lại dường như trở nên mờ mịt và do dự. Theo logic mà tác giả đã xây dựng, thì bởi vì Tiểu Yêu đã từng bị bỏ rơi và phải lang thang khắp nơi trong quá khứ, nên trong sâu thẳm tâm hồn của nàng luôn tồn tại cảm giác bất an, lo sợ bản thân lại sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Vì thế, điều nàng tìm kiếm trong tình yêu là được ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa. Những chuẩn mực về tình yêu và người yêu mà nàng tự đặt ra để cảm thấy được an toàn đã ăn sâu vào tâm thức của nàng theo thời gian, rồi dần trở thành định kiến và niềm tin cố hữu của nàng. Và cũng chính cái thứ được gọi là niềm tin ấy đã ít nhiều chi phối con tim và hành động của nàng. Nàng khao khát có được một người dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ nàng, sẽ xem nàng là sự ưu tiên hàng đầu. Nhưng nếu đã là tình yêu đích thực của nhau, thì người ta sẽ không ngừng yêu nhau chỉ vì không thể ở bên nhau. Sự hấp dẫn lẫn nhau không bị xóa bỏ, chỉ vì tình yêu không phải là ưu tiên số một của chúng ta trong cuộc sống. Tác giả đã để Tiểu Yêu lựa chọn người nàng thật sự yêu theo sự dẫn dắt từ lý trí và tâm thức của nàng, mà lướt qua sự lựa chọn từ con tim nơi khởi nguồn thật sự của tình yêu. Chúng ta đều biết rằng, trong tình yêu, sự rung động của con tim mới chính là thứ tình yêu nguyên thủy nhất. Bởi vì, nó thuộc về bản năng chứ không phải là lý trí, nó là phần vô thức trong mỗi con người, là thứ xuất hiện từ rất lâu trước khi chúng ta kịp nhận thức về nó. Có lẽ bởi vì quá chú trọng vào sự lý trí, cũng như có phần cứng nhắc với bối cảnh khác biệt của Tiểu Yêu và Tương Liễu, nên tác giả đã không để cho thứ tình cảm nguyên thủy trong lòng Tiểu Yêu được giải phóng, được tự do bay nhảy, được tự ý sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, mình cũng có nhiều điều trăn trở về kết cục của Tương Liễu. Mình hiểu rằng, cái kết mà tác giả viết ra dành cho Tương Liễu chính là cái kết tốt nhất mà cô ấy có thể viết ra dành cho nhân vật này, vì Tương Liễu là một nhân vật huyền thoại có thật, được ghi chép trong nhiều tài liệu sử sách, và việc một tác giả chân chính cần phải làm khi viết các tiểu thuyết thần thoại về thời khai thiên lập địa chính là tôn trọng những huyền tích đó. Nếu đã từng đọc một số tác phẩm cổ trang khác của Đồng Hoa, bạn sẽ thấy rằng tác giả đã luôn bám sát lịch sử khi viết ra những câu chuyện. Và điều đó cũng đúng với cả một tiểu thuyết thần thoại như Trường Tương Tư. Đây là một điều mà mình khá tâm đắc khi đọc truyện của Đồng Hoa, nhưng nó cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc đến đoạn kết mà tác giả dành cho Tương Liễu. Tác giả từng nói rằng, số phận nhân vật Tương Liễu sinh ra là để chết. Cũng vì thế mà chúng ta thấy rằng những gì liên quan đến Tương Liễu đều nhuốm màu bi thương, mọi thứ đều dẫn đến hình tượng nhân vật Tương Liễu được xây dựng quá hoàn mỹ, quá u buồn và bi tráng, chàng hiện lên một cách đẹp đẽ tựa như muôn sắc cầu vồng. Để khi đặt bất kỳ người nào khác bên cạnh chàng để so sánh thì họ dường như đều hóa thành mây gió. Đáng tiếc là, dù cầu vồng có đẹp đẽ cỡ nào, thì nó cũng chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, khi trời hửng nắng trở lại sau cơn mưa thì cũng là lúc cầu vồng cũng dần tan biến. Hình tượng cầu vồng sau mưa mà mình nói ở trên giống như là một phép ẩn dụ để nói về câu chuyện thống nhất đại hoang của Chuyên Húc hay Thương Huyền. Sau bao can qua khối lửa, qua bao năm chiến tranh để tranh giành lãnh thổ thì cuộc chiến cũng phải đi đến hồi kết, và việc thống nhất vùng đất Trung Nguyên là một quá trình quyền lực tất yếu sẽ diễn ra. Cuộc chiến lần này không mang tính chất mở rộng lãnh thổ mà nó mang tính chất thị uy, khẳng định sức mạnh nhiều hơn. Trong một nhà nước thống nhất về lãnh thổ và tư tưởng, tuyệt đối không cho phép có sự tồn tại của những lực lượng quân sự đối lập và chống đối. Và khi một chương lịch sử mới được mở ra, thì vai trò lịch sử của những người thuộc về chương sử trước đó đều bắt buộc phải kết thúc. Tiêu diệt nghĩa quân Thần Nông, tiêu diệt Tương Liễu và Hồng Giang hay Cộng Công là một điều tất yếu phải xảy ra. Đó là một quá trình lịch sử tự nhiên, là quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ một điều rằng, Trường Tương Tư suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một bộ tiểu thuyết thần thoại, mà đã là những gì liên quan đến thần thoại thì vẫn luôn nhuốm màu hư ảo. Vì vậy, trong một giới hạn nào đó, chúng ta vẫn có thể biến hóa và thêm bớt một số tình tiết nhỏ trong đó, miễn là nó không lật ngược hay đảo lộn hoàn toàn những điều đã được ghi nhận trong thần thoại. Có lẽ, bởi vì đã quá để tâm đến việc tôn trọng lịch sử và thần thoại, nên tác giả đã có phần hơi cứng rắn và tuyệt tình với nhân vật mà cô tâm đắc nhất trong Trường Tương Tư. Mình thật sự mong là tác giả có thể chừa lại cho nhân vật Tương Liễu một tia sáng ấm áp nào đó, chẳng hạn như để cho Tiểu Yêu có thể biết được những gì mà chàng đã làm cho nàng để thành toàn ước nguyện cho nàng, hoặc giữ lại cho tên yêu quái chín đầu Tương Liễu một mảnh tàn hồn nào đó, để hắn vẫn còn có thể quanh quẩn bên người hắn yêu, dõi theo nàng và cùng nàng tận hưởng những niềm vui bình dị trong cuộc sống. Rồi đến một thời gian thích hợp nào đó, hắn sẽ đầu thai chuyển thế, sống một cuộc đời mới của chính hắn và chỉ của riêng hắn, tại một nơi nào đó trên thế gian này. Điều này cũng không có gì là quá đáng, Tương Liễu vẫn bị tiêu diệt, thân xác của hắn vẫn tiêu tán thành vũng nước độc đúng như trong sử sách.
nhưng ít ra một mảnh linh thức của hắn vẫn còn tồn tại và điều đó sẽ làm cho mọi người được nhẹ lòng hơn. So với cái kết chết vạn tiễn xuyên tâm, thân xác tiêu tan, hồn phi phách tán như trong nguyên tác. Kết lại cho những vấn đề ở trên, mình chỉ muốn nói rằng thật ra không có một cái kết nhất định nào cho câu chuyện của Tương Liễu và Tiểu Yêu. Trong lòng mỗi chúng ta đều có thể tự tạo ra một cái kết khác cho hai nhân vật này theo ý nguyện của bản thân, miễn là điều đó không quá đáng và cũng không khiến ai đó phải bị tổn thương. Còn đối với cái kết của Tương Liễu và Tiểu Yêu trong cả chuyện và phim, tuy rằng nó không trọn vẹn, nhưng nó lại là một cái kết vừa đủ. Nó đủ để chúng ta nuối tiếc, đủ để chúng ta day dứt, đủ để chúng ta không thể buông bỏ và đủ để chúng ta phải hoài niệm về nó. Đối với một tác phẩm văn học hoặc phim ảnh, không có gì thành công hơn việc những người từng xem qua, từng thưởng thức qua nó luôn cảm thấy tiếc nuối và day dứt mãi về những nhân vật và những điều đã diễn ra trong tác phẩm. Cũng giống như cách mà chúng ta vẫn luôn hối tiếc với câu chuyện tình yêu chưa kịp hé nở đã phải chìm sâu vào đáy biển của Tương Liễu và Tiểu Yêu. Cảnh giới cao nhất của tình yêu không phải yêu sống yêu chết mà là thành toàn cho người mình yêu, còn cảnh giới cao nhất của tiếc nuối không phải tình đầu dang dở mà là tiếng yêu chưa nói thành lời. Cuộc đời này là một vòng lặp vô tận giữa chia ly và gặp lại nhau, là quên đi và bắt đầu nhớ lại, nhưng luôn có những điều mà, dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ mãi luôn khắc sâu trong lòng, cũng như luôn có một người mà một khi đã xuất hiện trong cuộc đời của bạn thì không thể nào quên lãng được. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Đó cũng chính là những gì đã diễn ra đối với mối quan hệ của Tiểu Yêu và Tương Liễu trong Trường Tương Tư. Trên đây chính là những cái kết mà mình muốn viết lại cho Tương Liễu và Tiểu Yêu, cũng như những điều khiến mình trăn trở về hai nhân vật này. Bởi vì đây là những suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình, nên có thể nó sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người và thậm chí có thể gây ra những luồng phản ứng trái chiều. Nhưng mình vẫn mong sẽ nhận được những lời đóng góp và ý kiến của các bạn. Mình sẽ tiếp nhận và suy nghĩ về mọi đóng góp mà các bạn để lại dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì, tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!